Tháng 7, cô hồn tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, được trời Phật thương tình, thần tài ban cho lộc lớn, làm ăn trúng lớn, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Nhâm Tý đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Nhâm Tý như cá chép hóa rồng, được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe, giàu sang phú quý không ai bằng. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Nhâm Tý sẽ ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ trong tháng 7 cô hồn này? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Nhâm Tý cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong tháng 7 âm lịch, hưởng phúc tổ tiên, gặp hung hóa cát, chúng lớn phát tài, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Tổng quan tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm, con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn. Bằng sự nhanh nhẹn và mưu trí, những người tuổi Nhâm Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc, họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình, họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Nhâm Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn, họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Nhâm Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần là lĩnh vực tuổi Nhâm Tý yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng, họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình. Tuổi Nhâm Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận, bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Tuổi Nhâm Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn, những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác, điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Nhâm Tý khó có thể thay đổi được. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, tuổi Nhâm Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời, họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Tuổi Nhâm Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì, họ nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Nhâm Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai, đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tuổi Nhâm Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc, nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình, dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Đầu tiên,
là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Bước sang tháng 7 năm 2023 âm lịch, dù đây cũng là tháng cô hồn theo quan niệm dân gian, tháng của những sự xui rủi, có kiêng có lành, nhưng bất ngờ là vận trình tháng của người tuổi Nhâm Tý lại có những điểm sáng rất đáng mừng. Được các tinh tam hợp che chở, có thể nói đây là giai đoạn dần đi vào ổn định của con giáp này. Mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa, các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh. Tình hình công việc trong tháng rõ ràng thuận lợi hơn trước, bạn có thể được sếp giao phó trọng trách nào đó, hãy nỗ lực thể hiện, bởi đây là cơ hội để bạn thăng tiến đấy. Các mối quan hệ xã giao trong tháng này cũng rất hài hòa và tốt đẹp, bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp quý nhân, đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn phương độc mã. Nhân đà này, bản mệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn. Về tài lộc, bán hợp giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biến tích cực, bạn có thể yên tâm duy trì hoạt động buôn bán, kinh doanh hiện tại. Nên nhớ, tháng này là tháng cô hồn, không thích hợp khởi nghiệp hay mở rộng đầu tư để tránh vận xui ập đến, khiến tiền bạc hao tổn, nên giữ nguyên trạng thái cũ sẽ tốt hơn. Phương diện tình cảm cũng không có điều gì đáng lo ngại. Gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh án ngữ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh, tuổi Nhâm Tý cần cẩn trọng kẻo gặp họa huyết quang. Tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Chi tiết, cụ thể trên từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý đang có những điểm sáng, khiến người này phải ngưỡng mộ. Mặc cho đây là tháng cô hồn, tháng đầy sự xui rủi theo quan niệm dân gian, tuổi Nhâm Tý vẫn đạt được những thành tích rực rỡ, xứng đáng với sự nỗ lực bạn đã bỏ ra. Nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp thái tuế, lại thêm nguyệt lệnh lâm đất thai, những chú chuột đang bước vào giai đoạn ổn định. Mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa, các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh, vận trình hanh thông đầy hứa hẹn. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao phó thêm trọng trách, hãy nỗ lực thể hiện, bởi đây là cơ hội để bạn thăng tiến. Các mối quan hệ xã giao trong tháng này cũng rất hài hòa và tốt đẹp, bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp quý nhân, đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn phương độc mã. Nhân đà này, bản mệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn. Tuy nhiên, cây càng cao thì gió càng lớn, bạn vẫn nên có sự đề phòng sự đố kỵ, cố tình gây bất lợi của những kẻ ghen ghét bên cạnh. Cạnh tranh trong tháng không thể thiếu, nhưng đừng quá lo lắng, chính quan sẽ giúp bạn dùng chính bản lĩnh, sự lanh lợi của bản thân, cộng thêm chút may mắn về thời vận, bản mệnh đủ tỉnh táo và sáng suốt để xử lý mọi việc đâu ra đó, thu về kết quả khả quan. Nên nhớ, bạn càng chủ động, sẽ càng tận dụng được lợi thế. Chính vì vậy, tuổi Nhâm Tý hãy cứ mạnh dạn mưu sự lớn, bởi tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Nhâm Tý âm lịch, về phương diện tài lộc, bán hợp giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ các mối nhân duyên tốt đẹp trong tháng, hầu hết các cơ hội tiền bạc của bản mệnh đều đến từ người những xung quanh. Với những người làm việc về kinh tế, làm chủ thì bạn cũng sẽ củng cố vững chắc hơn cho khối tài sản của mình nhờ mối làm ăn thân thiết. Cần chú ý, tháng này nguyệt lệnh lâm thai, lại thêm đang là tháng cô hồn, bạn tốt nhất nên duy trì hoạt động buôn bán kinh doanh đã có sẵn ở hiện tại. Thời điểm này, không thích hợp khởi nghiệp hay mở rộng đầu tư để tránh vận xui ập đến, khiến tiền bạc hao tổn, nên giữ nguyên trạng thái cũ sẽ tốt hơn. Những kế hoạch đang trong đà ý tưởng vẫn nên có sự tính toán cẩn thận, nung nấu đường đi nước bước thật kỹ càng, chờ cơ hội phát lộc trong cuối tháng hoặc để sang hẳn tháng sau. Tháng này không nên mạo hiểm với chuyện tiền bạc, nhất là phải thận trọng với những ý kiến của cò mồi đang hối thúc bạn ký kết hợp đồng. Thêm nữa, hạn chế lòng tham, đầu tư biết điểm dừng, tránh tham thì thâm. Theo phong thủy phi tinh,
Sao lục bạch chủ tài lộc bay về phương chính đông, đây được coi là phương vị vượng tài hút lộc, do đó mệnh chủ cần phải thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, không được để bừa bãi, bẩn thỉu, kẻo tài lộc hao tán. Bạn cũng có thể đặt biểu tượng kỳ lân phong thủy tại khu vực phía chính đông của ngôi nhà hoặc phòng làm việc, điều này sẽ mang tới những cát lành về tài lộc, giúp chuyện làm ăn thêm phần suôn sẻ. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm, đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tý trong tháng cô hồn lại vô cùng ấm áp và dễ chịu. Bản mệnh sống rất biết điều, có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình, nên có thể bảo vệ được hạnh phúc cho tổ ấm bé nhỏ của riêng mình. Gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết, vợ chồng con cái hòa hợp, không khí gia đình đầm ấm, yên vui, tạo nền tảng cho bản mệnh phấn đấu trong sự nghiệp. Về mặt sức khỏe, tháng này bạch hổ hung tinh xuất hiện, mang tới điểm báo khá xấu về sức khỏe của những chú chuột. Tuổi Nhâm Tý cần cẩn trọng kẻo gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, làm gì cũng phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn, âm khí cực vượng, vì thế, tuổi Nhâm Tý cần chú ý cân bằng âm dương, hạn chế bệnh cũ tái phát, nhất là những chứng bệnh liên quan đến gan, tạng hay khí huyết, luôn giữ tâm trạng thoải mái, tìm cách giải tỏa căng thẳng, áp lực ngay khi có thể để tinh thần ổn định, không bị tà khí xâm chiếm, gây bấn loạn, bất ổn, mụ mị đầu óc. Tiếp theo đây là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, đầu tuần này tuổi Nhâm Tý sẽ gặp cát tinh thực thần, nên thuận lợi cho bạn nào làm công chức, có nghề tay trái, nghề tự do. Bạn ôn hòa, rộng rãi với mọi người, hiền lành nên có lộc làm ăn. Cuối tuần, chính quan mang lại tin vui cho những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt từ cấp trên hoặc những người có quyền có chức trong công ty, nhất định phải chờ. Đường tài lộc vô cùng sáng lạn, nhờ sao tử vi cát tinh, những người đang làm ăn xa thì được bề trên nâng đỡ, bảo vệ, chăm chỉ làm ăn thì cái gì cũng có phần. Nhiều người tuổi này có ý định theo Phật Pháp, xin nghỉ hưu hoặc xin tăng lương cũng sẽ gặp may mắn trong con đường tiền bạc, việc gì cần đến tiền cũng suôn sẻ. Mặt tình cảm cũng là điểm sáng trong tuần, tuổi Nhâm Tý sởi lởi, vui tính dễ làm quen nên đi ra ngoài hay được người khác quý. Tử vi nhận thấy, tuần này bạn sẽ gặp gỡ những người mới trong cuộc sống của mình hoặc kiếm được một nửa tâm đầu ý hợp, con cái có thành tựu tốt. Quý nhân, Sửu, Mão, tiểu nhân, Hợi, Thân, màu sắc may mắn, đen, cam, con số phát tài, 56, 92, 78. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, đường sự nghiệp tốt, thiên ấn và chính quan mang đến cho con giáp tuổi Nhâm Tý tin tốt cho những người đang nắm chức quyền, nhảy việc, đi làm ăn xa. Sẽ có lúc bạn thấy số mình lận đận, nhưng đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, hãy chờ tin tích cực từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuần mới tuổi Nhâm Tý có quãng thời gian may mắn, mọi sự đều hanh thông, công việc thuận lợi, lại an nhàn, bạn đi làm như đi chơi, nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt, được cấp trên hết lời khen ngợi. Bản mệnh lưu tâm có hung tinh đại hao làm chủ, cảnh báo cẩn thận chuyện tiền nong, của cải, đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, dù đi đâu cũng nên để một người ở nhà đề phòng kẻ trộm. Đặc biệt, tuổi này tuyệt đối không được cho vay tiền hoặc đòi nợ, đầu tư lớn vì nguy cơ mất tiền, mất cả tình là rất cao. Đường tình cảm thuận lợi, đặc biệt là các mối quan hệ xã giao, nhiều gia đình sẽ đón người thân từ nước ngoài, từ thành phố khác trở về hoặc đến chơi, một vài mâu thuẫn, làm chuyện tình cảm gặp sóng gió. Tuy vậy, những người mang bản mệnh tuổi Nhâm Tý không cần phải phiền lòng về những cãi vã nhỏ đâu nhé, vì mọi người luôn luôn yêu thương bạn. Quý nhân, Thân, Sửu, tiểu nhân, Mùi, Mão, màu sắc may mắn, tím, trắng, con số phát tài, 02, 44, 70. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuổi Nhâm Tý trong tuần này có Thái Dương và Dịch Mã cát tinh độ mệnh, đặc biệt là các bạn nam, việc ngập đầu, lúc nào cũng làm không hết việc, nhưng nó có lợi cho bạn sau này. Tuổi này thông minh, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng làm bằng cái tâm, nên ai cũng phải nể, bạn không thích làm ăn gian dối, kiếm tiền bẩn, luôn hướng thiện để tích phúc về sau, vì thế mà bề trên sẽ nâng đỡ Tý,
đặc biệt là những người làm vận tải, xuất ngoại hoặc chuyển công tác, đường tài lộc có điểm sáng. Tuần này tuổi Nhâm Tý có thể mua vé số hoặc xin tăng lương để lộc đến bất ngờ. Giữa tuần, chính tài tinh đem đến tin vui liên quan đến lương, thưởng, chế độ hoặc bảo hiểm. Rất có thể bản mệnh sẽ được thần tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt, mang về lợi nhuận lớn. Nữ mệnh tuổi này khi yêu rất trung thủy và có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, hết mực chăm lo cho chồng con. Nam mệnh tuổi Nhâm Tý coi trọng hôn nhân và hạnh phúc gia đình, tuy có xảy ra mâu thuẫn nhưng họ luôn cố gắng nhường nhịn, hàn gắn tình cảm. Trong tình yêu, họ luôn thể hiện sự dịu dàng, quan tâm sâu sắc đến một nửa bên kia, họ biết nhường nhịn và chia sẻ, cho đi nhiều hơn là nhận lại. Quý nhân, Mùi, Thìn, tiểu nhân, Mão, Ngọ, màu sắc may mắn, đen, trắng, con số phát tài, 24-57-05. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Vận trình tuần mới của tuổi Nhâm Tý đan xen giữa tin vui và tin buồn, khả năng cao tin vui xét đến trong những ngày đầu tuần, cuối tuần thì ảm đạm và u sầu. Thái tuế lâm vận cảnh báo tuổi này cẩn thận trong việc làm ăn, xuất hành xa dễ có tai nạn bất ngờ, phải cẩn thận, bạn liên tục có những suy nghĩ tiêu cực và cảm giác buồn bã, thất vọng, khiến công việc không được hoàn thành đúng thời hạn, đừng tham công tiếc việc khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Bù lại, đường tài lộc đón nhận nhiều tin vui, có người ở xa hoặc bạn bè mời Tý đi ăn, tặng quà hoặc trả nợ cho bạn, bản mệnh nên nghĩ thoáng ra để lộc lá còn đến nhà. Người làm kinh doanh kiếm được bộn tiền mà không cần hao tốn nhiều công sức. Nhân duyên vượng, nhờ Thái Dương trợ mệnh, đặc biệt là nam mệnh tuổi Nhâm Tý thì rất coi trọng gia đình, luôn cố gắng làm hết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, họ thể hiện tình yêu một cách âm thầm, lặng lẽ, chứ không táo bạo, mạnh dạn theo đuổi. Nữ mệnh tuổi này khi kết hôn sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, hết mực chăm lo cho chồng con. Quý nhân, Thìn, Sửu, tiểu nhân, Mão, Dậu, màu sắc may mắn, hồng, xanh da trời, con số phát tài, 33, 56, 81. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Trong tháng 7 âm lịch, ANH lộc tổ tiên, đổi vận đổi đời, sự nghiệp một bước lên mây, cuộc sống giàu sang phú quý, khiến ai cũng ghen tị. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng riêng là tiết tân xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo, thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng này trong năm, được hưởng phúc trời, sống cuộc sống sung túc no đủ, có lộc ăn uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo, nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng riêng được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ phù hộ cho nhiều, cuối đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no, áo ấm, có của ăn của để. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi Nhâm Tý sinh vào thời điểm này, trong năm có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu nỗi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng nhưng sự nghiệp cũng thành, văn ấn có phần thông minh, đĩnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 2 âm lịch, tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật, tính tình hiền hòa, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự. Được tổ tông giúp đỡ rất nhiều, nhưng tài sản hương hỏa để lại không nhiều, gia đình hòa thuận yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người tuổi Nhâm Tý sinh tháng này số bôn ba vất vả chạy ngược chạy xuôi khắp trốn. Người này tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn quên ngủ,
Hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả mà dốc hết sức mình nắm lấy, kiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 5 âm lịch khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có. Tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, người tuổi Nhâm Tý này tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Người này tài trí hơn người, thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Sau này ra ngoài xã hội, được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp có hung có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển. Tài lộc ùn ùn kéo tới, tới tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cự phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tý, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, trời đất vào tiết lập thu, hoa trái dồi dào, là mùa thu hoạch. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào thời điểm này trong năm cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, tính tình phóng khoáng, khoan dung độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn. Đời có thành có bại, song hưởng phúc lộc trời ban nên vẫn được đủ đầy, dù có gặp tai họa thì vẫn có cơm ăn áo mặc. Tính cách cương nghị, rơi vào cảnh khó khăn vẫn giữ lòng tự trọng, dù vất vả kiếm kế sinh nhai cũng quyết không cầu xin người khác. Sinh vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp. Anh chị em trong nhà yêu thương đùm bọc, vợ chồng con cái hòa thuận, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng. Cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công không gặp đại hung, đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Nhâm Tý. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.